Chào mừng các bạn đã hay trở lại Bill Bill Channel. Và đây là hai em Hằng Lằn Gia Báo. Đây em này là Hằng Lằn Gia Báo nhỏ và đây là Hằng Lằn em Hằng Lằn Gia Báo to. Em này thì đây. Nó rất là mặt. Đây rất là đẹp. Có những cái đốm nè các bạn. Đây là nhà của em đó nè. Cái con này nó có đổi màu không? Dạ có, nó mới đổi màu hôm qua, nó mới đổi màu luôn nè. Bây giờ bỏ cho cái xanh coi, nó đổi thành cái màu xanh nè. Đúng không? Đây như con tắc kè nó mới đổi màu đúng không? Biết. Đúng không anh Thơ? Hồi bữa coi con tắc kè. Con tắc kè nó mới đổi màu chứ. Không, hồi bữa con coi. Chú Tàu ơi, hồi bữa con tắc kè của anh hiệp sĩ á. Ui, nó cắn mẹ. Thôi quá. Con lớn, con nhỏ mà vô đây lớn là con lớn. Con lằn khổng lồ. Khổng lồ quá. Nhà mình muỗi nhiều quá cho nên nó ăn muỗi nhiều cho nên nó mới mập vậy nè. Chứ bình thường các bạn thấy con thằng lằn nó bò trên vách tường nhỏ xíu à. Hồi bữa con cũng thấy con bò. Con các bạn mà muốn mà nó bự như vậy là các bạn phải bắt con thằng lằn xong các bạn cho nó ăn thịt voi rồi thằng lằn các bạn nó mới bự được. Thịt voi rồi. Đây là cái nhà của con này nè. Rồi vô nhà. Đây là con nhỏ. Vô nhà đi cưng ơi. Cưng à, cưng tu. Giống như con cá sấu. Có một con khổng lồ trong đây nè. 2, 3. Nó hình như nó ăn thịt cá voi. Wow. Con này đưa trà bá luôn. Oh my god. Oh, dễ thương quá. Con này là cho ăn thịt người. Hả? Đây là thằng lằn Gia Báo nè. Giống này rất là bự. Con này nó dài bao nhiêu anh Sơn? 20 luôn. Dài 20cm nha các bạn. Găng tay ôm không hết. 20cm. Để xuống cái con ruby đó. Nó hút nè. Cho nó ăn cái gì? Dạ nó ăn dế chậm. Cái này rất là dễ nuôi nè. Bỏ đằng chuồng thôi. Không có cần. Rồi nó đi ngủ, nó kiếm đường nó đi ngủ tiếp á. Tôi trong này cưng ơi, cưng. Nó bám, con dế nó bám chặt lắm. Chứ tụi ơi. Cái con bự này là mấy triệu vậy? 50. 2,5 triệu con bự. Chứ tụi ơi, hồi nãy á con dế nó bám chặt lắm. Nó ăn dế nè. Để xuống ăn bông hốc liền. Đúng chính xác 100%. Bạn nào có nhu cầu nuôi nó thì liên hệ mình nha. Đúng. Đây là cái nhà của nó. 2,5 triệu một con hả? Đúng chính xác 100%. Con này dài 20cm. Đây gọi là thằng lằn khổng lồ. Thằng lằn Gia Báo khổng lồ. Cái da của nó nè. Khâu. Con này là con đực. Con đực. Giống như là con cái này. Trong đây nè. Cái đuôi nó rất đây là con cái trong đây ạ. Cái con này hình như nó không có ăn đuôi nè. Thằng lằn kia ăn đuôi với con này nó không có ăn đuôi. Chú tự ơi, con cá trong đây, con đực cũng không có trong đây luôn. Con cá mất tiêu rồi. Hello. Còn cái như con nhỏ là rồi. Bán bao nhiêu tiền hả? Ý chang con cá sấu mẹ. Nhỏ một kia rưỡi hả? Chú sáu, ý lộn chú tự ơi. Ý chang con thằng lằn cá sấu. Ôi, dễ thương quá. Đừng cầm đứa nó nha, nó đứt đuôi á. Này phải cho nó ăn thịt thằng lằn nhỏ để nó trở thành thằng lằn bự. Đẹp quá ta. Nhìn như con cá sấu con vậy. Không phải nhìn cái sấu bự á, nhìn hơn cái sấu bự chà bá luôn, bự chà bá lưỡi.